Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Tối nay thì Dung thử làm cái món gà lăn bột chiên giòn cho tụi nhỏ, cái đùi gà này nè cô chú anh chị đó. Mình mua một hộp đùi gà, cái đùi dưới á. Nhưng mà còn hai cái gà mà mình đông lạnh nên bỏ Dung ra Dung làm luôn. Dung sẽ cho sữa vào, Dung sẽ ngâm. Mời. Dung ngâm thịt gà trong sữa này khoảng nửa tiếng hồ nha cô chú anh chị, để cho nó mềm á. Đây là cái phần gà mà Dung đã ướp trong khoảng 30 phút. Bây giờ mình sẽ lấy ra và mình sẽ đi ướp gia vị. Mình cho vào đây một muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm, cà phê dược. Mình trộn đều lên. Cái này người ta đi hấp nữa cô chú anh chị ơi. Đây là cái tô bột Dung pha. Cái này có trứng với bột chiên giòn thôi cô chú anh chị đó. Chút xíu tiêu, chút xíu muối. Gà sau khi ướp thì mình sẽ đi hấp nó nha cô chú anh chị. Đó, mình hấp gà cho nó chín rồi mình chiên cho nó một cái khét. Hồi nãy Dung làm biến, Dung tính không có hấp luôn, cái mình ướp bột, mình nhúng bột mình chiên thử á, là nó bị khẹt khẹt khẹt, thịt gà nó chưa có chín mà cái bột nó khét rồi. Cái khay hấp của mình, cái khay này là ở trong cái nồi cơm điện đó chú anh chị ơi. Bây giờ Dung sẽ đi lăn cái bột cái gà này trước. Mình hấp nãy giờ là 15 phần 20 phút gì đó nha cô chú anh chị. Đó. Ta nói sao ta, một lớp bột ướp. Một lớp bột khô. Rồi một chiên sầu, một sầu. Thử coi làm cái làm sao. Nhúng cái bột sù vô vậy thì nó rớt cho chú anh chị, nếu mà nhúng qua cái bột khô á là cái bột sù nó bị rớt. Wow. Ăn gà này mà chiên không được nó lát cái đem ra tôi kho luôn. Ê, j'arrive à pas frire, je fais sauter. Cái này mình hấp gà là nó nửa chín rồi nha cô chú chị. Chưa gì là thấy tình hình cũng ổn lắm á cô chú anh chị ơi. Chắc cũng được quá nè chứ. Nó vàng khè luôn rồi, thấy chưa? Nãy giờ đi tắm con cái rồi xong luôn. Vớt ra. Đó, Dung làm đơn giản mà Dung có món gà. Mình không có kêu bằng gà cáp xe nha. Cái này là gà lăn bột chiên xù đi cô chú anh chị ơi. Đó, vậy mà giòn ngon lắm. Cái đùi này nè, hồi nãy là Dung la thử Dung lăn bột hai lần đó cô chú anh chị, dày lắm. Nên là cái bột nó dày, nó không có nó không có xốp như cái mình lăn một lần thôi. Cái góc bên kia là Dung để cái cây Noel, cái thông Noel đó cô chú anh chị, cho nên là Dung đem cái bụi phát tài của mình qua. C'est les cuisses là en haut. Pour les capsis. On boit quoi?
Du sirop. Hein? Le sirop, c'est pareil que l'oasis, hein. Du sirop, c'est pareil que l'oasis, tu es d'accord? Du sirop. Tu sais le blanc? Hein? Le blanc. Et toi? J'ai la... À la main. Est-ce que tu peux me mettre des glaçons? Je vais changer de verre. Non, mais après, c'est trop petit. Mỗi ngày thì Dung vẫn nấu nước gừng, sáng nấu nước gừng đó cô chú anh chị, cái Dung bỏ tủ lạnh, cái chừng nào uống thì mới vắt chanh vô. La soupe c'est meilleur que la KFC. Ouais. Non. La KFC c'est mieux que la soupe. Et la soupe est faux. Tu me dis quoi? La soupe est faux ou KFC? Pas un peu. Soupe est faux. Non, j'aime plus la soupe folle. Charles, nhà Dung thì rất là mê cơm, nhưng mà các món mì bún là không thích lắm nha cô chú anh chị. Và Louis thì ngược lại, Louis không có thích cơm, nhưng mà mì bún phở đồ này kia là Louis rất là thích ăn. Dung nhiều khi tối thì Dung hay coi tin tức. Có bữa nào không coi tin tức thì mình đọc báo. Thì nhưng mà mấy hôm nay cứ lên tin tức nghe cái vụ mà cãi vã rồi tấn công rồi này kia đó cô chú anh chị, mình chán ghê lắm. Ở trên Paris rồi này kia hả, tấn công bằng dao rồi này kia đó, trời ơi nghe mà mình không có biết cái cuộc sống này nó không có an toàn vậy đó, cái mình chán ghê lắm. Mà mình bán buổi tối cũng vắng lắm cô chú anh chị ơi, có 7-8 người khách gì thôi à. Cái có một cặp khách đó thì họ ở Toulouse lận, nhưng mà họ ghé đây nè để giống như thăm gia đình. Họ có nói với mình là ở Toulouse bây giờ là kiểu như loạn dữ lắm cô chú anh chị, nguy hiểm dữ lắm. Hàng loạt các nhà hàng đóng cửa ở Toulouse rồi, kể cả McDonald's cũng đóng cửa nha. Ở ngay trung tâm thành phố Toulouse rồi luôn. Rồi có một cái chuỗi nhà hàng không giống như nhà hàng thức ăn nhanh của Ý đó cô chú anh chị, Forno Gusto, ngay trung tâm thành phố luôn, và họ cũng đóng cửa 22 chuỗi cửa hàng ở trên toàn nước Pháp đó cô chú anh chị đó. Rồi một cái nhà hàng của một cái ông chef 3 sao đó, mà ổng có tới 6 cái nhà hàng ở trên nước Pháp và ở Dubai nữa đó, mà ông dẹp luôn cô chú anh chị. Thì cái ông đầu bếp 3 sao này là có quay ở trên tivi luôn, có tham gia một cái chương trình phỏng vấn trên tivi á. Thì McDo ở Toulouse đóng cửa là do là họ buôn bán hàng trắng đó cô chú anh chị, mà buôn bán ngay tại tức cửa nhà hàng rồi trong toilet của ở McDo luôn đó. Cái gì mà cảnh sát cái người ta vào á thì người ta điều tra đồ này kia, cái rồi mình xào buôn bán đó, cho nên là ở McDo thì người ta đóng cửa, với lại hả nó đánh nhau rồi cái này cái kia ở ngay trước cửa nhà hàng luôn, là khách họ sợ họ không dám tới ăn nữa. Ở Pháp á, thì sơ sơ á, là có tới 168 nghìn nhà hàng đóng cửa rồi đó cô chú anh chị. 36 nghìn quán cà phê, quầy bar rồi này kia đóng cửa, là hơn gần 1 triệu nhân viên của Pháp thất nghiệp. Nhưng mà ở trong đó có khoảng là hơn 200 người người ta có thể đi làm lại được, giống như là người ta đi làm nhân viên giống như tập vụ á, thì cái người đó dễ xin lại. Còn có nhiều người thì người ta nghỉ, người ta hưởng trợ cấp thất nghiệp ở nhà. Ông xã Dung rót nước cho tụi nhỏ xong rồi cái để cái chai nước ngay giữa bàn luôn, có duyên dễ sợ luôn á.
bởi Pháp cho người nhập cư nhiều quá đó cô chú anh chị, cho nên là cái kiểu như mình không có cảm thấy an toàn nữa. Học sinh tấn công giáo viên ở trong trường rồi này kia, nói chung là mà điều cái luật Pháp á, ở Pháp á, nó không có kiểu như nó trừng phạt, nó không có đáng để sợ của chú anh chị ơi. Hôm rồi có một cái nhóm học sinh đó là làm cho thầy giáo gây thương tích, thầy giáo mà mất luôn á, nhưng mà phạt có mấy tháng tù, mà tháng tù treo ở nhà nữa chứ không được tù giam trong trại giáo dưỡng nữa đó, cho nên là nó đâu có sợ. Bởi ở Pháp bây giờ mà ở mấy cái thành phố lớn là sợ lắm cô chú anh chị ơi. Nhất là ở Marseille thì khỏi nói đi nha, Paris cũng khỏi nói. Giống như Pháp bây giờ là rất top rồi, giống như người ta đi du lịch người ta cũng không có muốn đi qua Pháp nữa, nó nhiều cái tệ nạn quá trời luôn á. También que más cuchú. También que más cuchú. Ay, me trompé. Có ăn cái gì luôn? Thịt gì? Có ăn cái gì? Thịt. Có ăn cái gì? Ừ? Thịt. Thịt giả. Giỏi quá. Lu 8 tuổi. Lu 8 tuổi. Sao mày đi qua? Là sẽ trong 8 8 tuổi, sao đó 8 tuổi. Sao nó đi con 8 tuổi? Quý tâm nói tiếng Việt sao? 8 8 tuổi. 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 Làm đơn giản như vậy mà tụi nhỏ nó thích cô chú anh chị. Kệ ăn nha. Lâu lâu đổi không bị chứ Dung mà. Dung làm gà sốt coca riết gà ăn hoài á. Mama. Ừ. Tu promets? On le voit. Ông xã Dung có khách vô rồi của chú anh chị, cho nên là ông xã Dung đi lên xếp bàn cho khách. Mình cũng đi thay đồ bếp để mình đi nấu nướng. Đó, một bữa ăn đơn giản vậy thôi. Cô chú anh chị Dung mua một cái hộp gà này là có 3 đồng 20 thôi. Tính ra khoảng có 70 ngàn thôi đó mà nhà Dung ăn được nguyên gia đình. Ở nhà hàng Dung thì cũng có cái món gà lăn bột, nhưng mà người ta làm với thịt gà. Mình mua cái đó về để bán cho trẻ con mà trong thực đơn tụi nó tới ăn đó. Thì giống như là ở KFC vậy đó, ở McDo á. Bởi bây giờ ở trong thành phố, mấy cái thành phố lớn thì người ta đi ra ngoài ngoài vùng quê vậy nè cô chú anh chị, người ta mua nhà để người ta nghỉ hưu. Người ở trên Paris người ta nghỉ hưu thì người ta cũng xuống đây người ta mua nhà, mua riết rồi cái nhà, giá nhà nó cao gì mà khủng khiếp luôn á. Rồi cái mai mốt rồi không biết ở đâu nữa, cái đất ở đây nè cô chú anh chị, cứ lấn cái cất cái dạng như lotissement á, giống nhà theo lô á, cất đầy ra đó. Tạm biệt ông bà cô chú luôn đi. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Ngon không? Tạm biệt ông bà cô chú. Nhắn ngon.
Làm sao là ăn bữa tối là ăn được 3 cái đúng không chú anh chị? Ông xã Dung ăn 3 cái, 4 cái chứ. Louis à. Ồ, ông xã Dung ăn 2 cái à, thằng Lu nó bỏ xương quá. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Cũng sắp tới lễ rồi, không biết là ông bà cô chú anh chị chuẩn bị lễ tới đâu. Dung xin chúc cho cả nhà ông có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nha.